Quyền Linh xin kính chào quý vị. Chúng ta lại gặp nhau trong chương trình Sống Khỏe Sống Đẹp với sự tài trợ của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia. Thưa quý vị, ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng bàn đến việc lợi hại khi điều trị viêm nhiễm phụ khoa bằng kháng sinh. Có thể nói là trong cuộc sống thì phụ nữ gặp rất là nhiều phiền toái về cái bệnh phụ khoa này, thưa quý vị. Đây là một cái bệnh rất là nhạy cảm và đôi khi chị em phụ nữ chỉ cần lơ đễnh, không có chăm sóc thôi thì nó sẽ ảnh hưởng đến cuộc sống rất là nhiều, thậm chí nó ảnh hưởng đến cuộc sống hạnh phúc gia đình nữa. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng trao đổi với chuyên gia để tìm nguyên nhân, cách phòng ngừa và điều trị thế nào quý vị. Ngay bây giờ thì quý vị có thể liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại 1900 1259 hoặc là 0439 960 886 để được tư vấn miễn phí. Trước khi gặp gỡ chuyên gia thì Quyền Linh xin mời quý vị chúng ta đến với phóng sự sau đây. Viêm nhiễm phụ khoa là một trong những căn bệnh nguy hiểm gây ra phiền toái cho các chị em phụ nữ. Để giải quyết căn bệnh khó nói này, nhiều người đã chọn ngay phương pháp sử dụng kháng sinh nhằm triệt tiêu tất cả những nguyên nhân gây bệnh. Trong đó, chị Nhung, một giáo viên tiếng Anh tại Hà Nội là một ví dụ điển hình. Mình bị viêm phụ khoa từ nhiều tháng nay. Mình luôn cảm thấy đau ở vùng âm đạo và đau âm ỉ ở vùng bụng dưới. Mình rất lo lắng nên đã sử dụng thuốc kháng sinh, vì theo như mình được biết đây là một phương pháp rất phổ biến. Thời gian đầu mình cảm thấy rất dễ chịu và bệnh có xu hướng thuyên giảm. Nhưng chỉ sau 1-2 tuần thì căn bệnh lại tái phát và mình có cảm giác bệnh có xu hướng trầm trọng hơn. Mình rất là lo lắng, vì thế mình đã tăng liều thuốc kháng sinh. Tuy nhiên thì bệnh lại càng có xu hướng trầm trọng hơn nữa. Mình thực sự là không biết làm như thế nào cả. Nỗi lo lắng của chị Nhung cũng là nỗi lo lắng chung của nhiều chị em đang bị căn bệnh viêm nhiễm phụ khoa hành hạ, khi không biết nên chọn phương pháp vừa hiệu quả vừa an toàn và tránh tình trạng tái phát dài dẳng. Ngay bây giờ thì chúng ta có thể giao lưu cùng với bác sĩ Trần Văn Hùng, nguyên giảng viên bộ môn sản Đại học Y Hà Nội. Xin chào bác Hùng ạ. Vâng, xin chào. Câu hỏi đầu tiên dành cho bác sĩ Hùng là kháng sinh được chỉ định điều trị bệnh phụ khoa khi nào? Vâng, về vấn đề này ấy, thì tôi xin trao đổi như thế này. Tức là muốn điều trị một bệnh gì nói chung thì chúng ta trước hết là chúng ta phải nói vấn đề chẩn đoán. Trong chẩn đoán viêm nhiễm phụ khoa thì nó phải đạt được như thế này. Tức là phải chẩn đoán được là cái viêm cấp tính hay là viêm mãn tính, và phải phân loại được cái viêm nhiễm. Đấy, ví dụ như là viêm mới, viêm cũ này, rồi viêm lâu dài, viêm tái phát, vân vân. Và cái mức độ viêm, tức là viêm ở mức độ nông hay là đã bị viêm vào sâu trong bộ phận sinh dục của phụ nữ rồi. Vì vậy, muốn nói đến cái chỉ định điều trị kháng sinh thì chúng ta phải hiểu rằng phải trước hết phải chẩn đoán được tương đối chắc chắn cái thể loại bệnh này, thế rồi là mức độ của viêm nhiễm, thì mới đưa ra một cái chỉ định kháng sinh một cách đúng mức được. Muốn có một cái chỉ định chính xác ấy, thì người phụ nữ ấy phải đi khám ở bác sĩ chuyên khoa và được chẩn đoán tương đối chắc chắn, thì người ta đưa ra một cái chỉ định điều trị thì nó mới chính xác được. Muốn chỉ định kháng sinh một cái đúng đắn ấy, sử dụng cho nó có hiệu quả ấy, thì phải chẩn đoán được nguyên nhân gây bệnh, tức là ít nhất là phải biết được cái loại viêm nhiễm do gì, tức là do virus, do vi khuẩn hoặc là do nấm. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Một nè, hai nè, ba nè, bốn nè, năm nè, hít nè. Trời ơi, chị vậy trời? Cái gì vậy? Ôi trời, xiên quá vậy? Ngồi một chỗ mà cũng tập thể dục nữa trời. Dạ đúng rồi chị, tập phần trên chị. Cái gì? Dạ tập phần trên. Trời ơi, ta nói tập thể dục rồi ta đi vòng vòng công viên, ta chạy bộ rồi chứ mày ngồi chỗ mà tập cái gì sao mà có kết quả. Ê, phải cho chị định em nghe. Không phải định em đi uống được ly nước nghe. Dạ. Từ hồi đi chọn người đẹp gái ra nghe. Ý, rửa tiền không vậy trời. Nè, em vậy là chắc chồng em làm bẹp ở nhà đúng không? Ủa sao kỳ vậy? Dạ? Gì hỏi kỳ vậy? Vậy kìa, bây giờ sáng mà vợ tôi tắm tập thể dục là chồng cái đang bị gục tại chỗ à? Chị kỳ quá. Ê, nhưng mà tôi nói nghe nghe, chỗ chị em, chị khuyên em chuyện tình nha. Sao chị? Vợ chồng mới cưới chị biết rồi. Dạ. Nhưng mà hai vợ chồng á thì cũng phải theo khoa học nghe, đừng có làm quá nghe. Nè, coi chừng á, chị thấy bây giờ nhiều cái tập vợ chồng đó nghe. Trời đất ơi, chính cái bệnh mà xã hội ghê quá đi. Đó, chị nói em mới nói nha. Chị là cái người thiệt tình. Em
bữa về em cũng biết chứ vụ đó mà. Mà chồng em á sao? Thờ ơ, thiếu hiểu biết. Bởi vì em là phải đích thân em lên mạng, em dạo vòng quanh rồi em tìm kiến thức, em học hỏi để em biết cách phòng tránh bệnh phụ khoa chứ chị. Mà nè, em thấy có nhiều người bị bệnh phụ khoa chữa trị bằng kháng sinh á, theo chỉ định điều trị thì thường kéo dài từ 1 đến 2 tuần, mà cái này chỉ cần 3 đến 4 ngày là không còn thấy biểu hiện của bệnh nữa rồi. Vậy là sao ta? Vì sao các cơ sở y tế hay bệnh viện thường có chỉ định điều trị kháng sinh theo đợt, cụ thể như 7 ngày đến 10 ngày hoặc là 10 đến 14 ngày? Trong khi điều trị thì bệnh nhân thường chỉ điều trị đến ngày thứ 3 hoặc ngày thứ 5 đã không thấy biểu hiện nữa rồi ạ. Khi mà có kháng sinh vào, nó sẽ làm cho con vi khuẩn trước hết là bị tê liệt, không hoạt động nữa. Cái thứ hai là nó bị ức chế, cho nên là nó có nguy cơ là nó suy giảm cái độc lực đi và suy giảm cái sức sống đi. Thế xong còn đến cái mức độ thứ ba, tức là nó bị phá hủy toàn bộ, tức là bị tiêu diệt. Đây chính vì cái cơ chế tác dụng như vậy. Thế cho nên là cái kháng sinh thứ nhất ấy là chúng ta phải thấy nó phải đủ liều và đủ thời gian. Thế và một điều nữa, tức là cái chọn lọc kháng sinh làm sao cho nó phù hợp với từng loại vi khuẩn. Đấy là do cái chỉ dẫn chuyên môn, cái kê toa của bác sĩ thôi. Thường là kê đơn ấy, người ta phải kê đơn ít nhất là phải 7 ngày cho đến 10 ngày. Rồi cái lỗi mà hay gặp của cái chị em phụ nữ của chúng ta đi tự ý đi mua thuốc để mà điều trị, thì thường là điều trị thấy đến cái giai đoạn, tức là nó lui bệnh thì nhanh. Tức là khi dùng thuốc cái tự nhiên thấy nó hết các cái triệu chứng đi, thì nghĩ rằng khỏi rồi. Nhưng lúc bây giờ nó chỉ ở cái giai đoạn, tức là con vi khuẩn nó bị tê liệt, nó bị dừng lại, nó không hoạt động nữa, chứ chưa phải nó đã bị tiêu diệt. Chính vì thế cho nên nếu không đủ liều và nó không đủ thời gian thì cái con virus hoặc cái con vi khuẩn đấy nó lại sống lại và lại hoạt động trở lại. Và hoạt động trở lại lúc bây giờ nó mang cái tính chất là nó sẽ kháng thuốc. Cảm ơn bác sĩ. Chúng ta sẽ đến với tiểu phẩm của chương trình. Nữ Vương Niu hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm phần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương Niu là sự kết hợp giữa Ibum Gamma và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương Niu hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tối nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn da. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh. Ê, Tiên, ê cái áo này đẹp quá nè, mát lắm nè, chất liệu mát lắm nè, em size em vừa nè Tiên. Chị mặc đi. Sao vậy trời? Rủ tôi đi vô đây coi sắm quần áo mà không lo coi quần coi áo, coi gì trên mạng vậy? Coi hình chứ coi gì. Thôi nè, đi coi cái hình đẹp không? Nè, coi đi. Trời gì thấy ghê vậy? Trời đất ơi, cái gì mà tại quậy nát bét vậy? Cái này á là hậu quả của bệnh viêm nhiễm phụ khoa đó. Trời ơi bà ơi bà. Đời đưa tôi đẹp mà bà coi những cái hình đẹp bà không coi, bà coi mấy cái này làm gì? Chị ơi, em đang hoang mang lo lắng lắm. Vụ gì? Em thấy là em nằm trong số những cái tấm hình này nè. Tại vì hầu như là em có những cái triệu chứng như vậy, chị hiểu không? À, sợ không? Rồi sợ. Có nói với chồng nghe chưa? Sao mà nói được? Sao vậy? Thứ nhất là ngại, thứ hai là ổng có biết cái gì đâu. Trời ơi em ơi, không phải là chồng em không biết, mà là có chuyện gì em biết hay không? Không. Là vấn đề là em ngu quá. Gì kỳ vậy? Trời ơi, tại vì vợ chồng mới cưới, có chuyện gì mình phải tâm sự, mình chia sẻ với chồng mình. Cái này không phải một mình em, mà sau này nè, ảnh hưởng tới chồng, rồi ảnh hưởng tới vụ sinh sản con cái nữa bà. Ôi da, chồng em vô tư lắm. Ý mà nè chị ơi, lỡ á, không may em có thai rồi mà lại còn bị bệnh viêm nhiễm phụ khoa, thì em có nên dùng thuốc kháng sinh hay không? Có một trường hợp đặc biệt, đó là phụ nữ mang thai. Vì đây là một cái đối tượng rất là nhạy cảm với thuốc kháng sinh. Vậy thì bác sĩ có lời khuyên nào cho đối tượng này ạ?
Vậy thì chúng ta phải hiểu như thế này. Trong cái quá trình mang thai ấy, thì cái phôi thai nó phát triển qua nhiều giai đoạn. Trước hết chúng ta phải hiểu như thế, tức là phải phát triển qua nhiều giai đoạn. Cái giai đoạn đầu tiên là cái giai đoạn mà phôi, có nghĩa là từ khoảng từ 1 cho đến 4, 5 tuần đầu của cái thời kỳ thai nghén ấy. Thì thường ở cái trường hợp ấy thì chúng tôi phân chia cái giai đoạn đấy là giai đoạn phôi. Tức là cái sự liên hệ giữa mẹ và con nó chưa quá có nhiều. Tức là cái máu mẹ truyền sang cho con nó chưa có nhiều. Cho nên là cái ảnh hưởng của thuốc đối với cái thai nó cũng chưa có nhiều. Nhưng ngược lại nó lại như thế này. Đến cái thời kỳ mà từ 6 tuần trở đi cho đến 8 tuần, 9 tuần gì đấy, tùy theo. Thì đấy là cái trường hợp, cái giai đoạn gọi là cái giai đoạn phân chia tổ chức hay là biệt hóa tổ chức. Chúng ta hình dung như này, từ một cái phôi mầm nó sẽ biệt hóa dần dần, nó phân chia để các cái tế bào đấy đảm nhiệm và tiến hóa thành những cái bộ phận riêng biệt của cơ thể. Ví dụ như nhóm tế bào nào thành cái đầu, nhóm tế bào nào là thành cái các cái chi và các cái nội tạng trong cơ thể. Đấy, nói tóm lại tức là hiểu một cách đơn giản như thế. Thì chính cái giai đoạn mà quá trình phân chia tổ chức này nó mới dễ bị rắc rối nhất. Tức là khi phân chia như thế và các tế bào non nó phát triển như thế thì nếu mà có những cái loại kháng sinh, mà nhất là những cái kháng sinh nó có những độc tố cao thì nó sẽ gây ra ảnh hưởng đến quá trình mà phân chia tổ chức. Ví dụ nó kháng lại các cái tế bào của vi khuẩn ấy, thì các cái giai đoạn mà tế bào non của cái phôi thai ấy, nó cũng đang phát triển như thế, nó cũng dễ bị tác động như vậy. Thế cho nên nó sẽ làm ảnh hưởng. Thế nhưng đến thời kỳ mà cái thai nó đã phát triển tương đối hoàn chỉnh rồi, tức là qua cái thời kỳ phân chia tổ chức ấy, thì bây giờ cái thai đấy nó chỉ có bắt đầu nó hoàn thiện dần, tức là nó lớn dần lên và nó hoàn thiện dần lên, thì đến cái giai đoạn đấy nó ít ảnh hưởng hơn. Tất nhiên nó có thể ảnh hưởng nhưng nó ít ảnh hưởng hơn. Tức là khoảng giai đoạn tháng thứ mấy ạ? Tức là chúng tôi phân chia giai đoạn đấy là 3 tháng đầu, hay là từ tuần thứ 12, 13 trở xuống là cái ảnh hưởng nó nhiều hơn. Còn từ tuần thứ 12, 13 trở lên về sau hơn thì nó sẽ ít ảnh hưởng. Chính vì vậy cho nên là trong cái chỉ định điều trị viêm nhiễm cho các cái bà bầu ấy thì chúng ta phải xác định như thế này. Tức là nếu như không điều trị thì cái viêm nhiễm ấy nó sẽ ảnh hưởng đến cái thai, chứ không phải vì kháng sinh mà ảnh hưởng đến thai. Cái tâm lý của các cái phụ nữ khi có thai mà người ta chưa hiểu hết được vấn đề, người ta cứ thấy rằng là nói là kháng sinh ảnh hưởng là họ sợ lắm, và họ có khi chỉ định họ cũng bỏ qua, họ không điều trị. Và có điều trị thì cũng chỉ điều trị vài ba ngày, thấy nó lùi bệnh, nó không ảnh hưởng nữa thì họ ngưng lại, thôi lại ngưng luôn. Đấy, cái đấy là cái quan điểm rất là sai lầm. Thì chúng ta phải xác định là bệnh nó ảnh hưởng đến cái thai chứ không phải kháng sinh ảnh hưởng đến cái thai. Tuy nhiên là như tôi nói lúc nãy, tức là cái giai đoạn nào thì chúng ta cần sử dụng kháng sinh như thế nào cho nó phù hợp. Vấn đề là chúng ta sẽ được bác sĩ tư vấn sao chúng ta phải làm như vậy, chứ đừng uống nửa chừng chúng ta ngưng hoặc tự điều trị ở nhà thì nó rất là nguy hiểm cho những bà mẹ mà đang mang thai, đúng không ạ? Một cái câu hỏi đặt ra là liệu kháng sinh có phải là một phương cách để điều trị triệt để hay không? Mà tại sao bệnh phụ khoa lại cứ tái đi tái lại nhiều lần? Vâng, cái kháng sinh ý, thì đương nhiên nếu điều trị đúng liều, đúng cách thì đương nhiên nó là một cái phương pháp hữu hiệu để mà điều trị triệt để vấn đề viêm nhiễm. Chúng ta đề cập đến cái vấn đề là tại sao nó cứ bị tái phát. Thì tái phát nó có nhiều nguyên nhân. Cái nguyên nhân mà hay gặp là những cái nguyên nhân là do nó chúng ta điều trị không đúng, cho nên nó gây ra cái trạng thái tức là kháng thuốc và cái nó mất các cái vi khuẩn có lợi trong cơ thể. Và còn chủ yếu ở trong phụ nữ ấy, thì như tôi nói là cái khoang âm đạo là cái khoang tự nhiên, cho nên nó có một cái có rất nhiều các cái loại vi khuẩn có lợi cùng cộng sinh ở đấy, nhưng vì kháng sinh điều trị nó làm cho mất cân bằng cái hay tiêu diệt hết các vi khuẩn có lợi đi, thì lập tức nó sẽ gây ra cái tình trạng là kháng thuốc hoặc là nấm nó phát triển. Thế còn cái nguyên nhân thứ hai là cái nguyên nhân là lây chéo hoặc là lây ngược trở lại, tức là đã điều trị rồi nhưng cái đối tác của mình, tức là cụ thể là người chồng hoặc là người bạn tình,
không được điều trị thì lại quan hệ trở lại thì nó lại lây ngược trở lại. Đấy là cái chuyện tất yếu có thể nó xảy ra. Thế còn một cái lý do nữa là lý do như thế này, lý do là nó có rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau. Có thể mình điều trị cái loại vi khuẩn này nó khỏi rồi nhưng lại lây cái vi khuẩn khác sang thì nó vẫn cứ tiếp tục nó bị tái phát, chứ không để bảo là vì anh điều trị không tốt thì rồi là kháng sinh không tốt nó lại tái phát như thế. Nó có rất nhiều nguyên nhân mà gây đến cái tình trạng nó tái phát trở lại. Vậy thì kháng sinh viên đặt uống và tiêm nó có gì khác nhau và tác dụng phụ lên cơ thể như thế nào? Các hình thức sử dụng kháng sinh chúng ta được biết là có 3 cái loại chính, tức là thuốc tiêm, thuốc uống và thuốc đặt tại chỗ. Thì thuốc tiêm và cái thuốc viên uống ấy thì thường là nó được ngấm qua đường tiêu hóa hoặc là nó được trực tiếp vào trong máu. Vì thế cái tác dụng phụ hay gặp là thường là do cái tác dụng toàn thân. Thì từ nhẹ đến nặng nó có thể như thế này, tức là nhẹ thì nó có thể gây kích thích thần kinh, đưa lên cái trạng thái buồn nôn và nôn, thế rồi rối loạn tiêu hóa, tức là đau bụng, co thắt vân vân. Có nhiều trường hợp mà vì dị ứng thuốc mà bị rối loạn tiêu hóa đi ở chảy. Thế và biểu hiện ra bên ngoài có thể là nó ngứa, nổi mề đay tức là nổi mẩn tại chỗ và ngứa ngáy rất là khó chịu. Thế còn nếu nặng hơn nữa, chúng ta được biết là cái trạng thái sốc thuốc y học gọi là sốc phản vệ. Sốc phản vệ thì nó cũng tùy theo là có thể sốc ở mức độ nhẹ thoáng qua, nhưng cũng có những trường hợp sốc nặng và sốc không hồi phục. Vì thế cho nên cũng không thiếu gì những cái trường hợp mà truyền thuốc kháng sinh hay tiêm thuốc kháng sinh mà đưa đến cái trạng thái mà sốc thuốc mà tử vong. Thế còn cái thuốc viên đặt tại chỗ ấy thì đương nhiên là cái viên đặt tại chỗ thì nó cũng ít có cái tác dụng toàn thân hơn. Nó chỉ có tác dụng tại chỗ đấy, tức là có thể gây ngứa rát rồi khó chịu trong âm đạo của người phụ nữ khi sử dụng cái thuốc đặt đấy. Đương nhiên cũng có thể nó gây ra cái tình trạng phù nề và rất là khó chịu. Nếu mà khắc phục được những cái các cái tác dụng phụ của thuốc ấy thì đương nhiên là như thế này, chúng ta phải theo dõi và khi có bất kỳ một cái biểu hiện nào như tôi vừa mới trao đổi lúc vừa rồi đấy, thì cái động tác đầu tiên của chúng ta là phải ngưng sử dụng thuốc, và còn tùy theo cái mức độ dị ứng để chúng ta có thể có những cái phương pháp để chống dị ứng. Nhẹ thì có thể dùng cái thuốc chống dị ứng đơn giản để uống, nó sẽ làm cho giảm ngứa, giảm phù nề, giảm cái phát ban đi. Thế còn nếu phát hiện thấy cái tình trạng nặng thì lập tức là phải có những cái hồi sức tích cực, thì là tiêm truyền rồi thải độc vân vân để mà giải quyết thì mới có thể an toàn được. Chúng ta sẽ tiếp tục với tiểu phẩm của chương trình. Đó, lấy cái kiếm thì được không? Đẹp. Cầm đi. Cái gì vậy? Em bị sao vậy? Đau bụng hả? Nè, có cần đi vệ sinh không? Chứ bị gì vậy? Bị cái gì? Lúc trước á, em bị... Bị gì nguy hiểm lắm hả? Viêm phụ khoa. Rồi còn bị lộ tuyến cổ tử cung nữa. Trời ơi. Rồi sao? Thì nói chung là em cũng có đi chữa. Bác sĩ cho tên nào thuốc đặt nè. Thuốc uống nè. Mà em làm hết rồi. Mà tự nhiên mấy bữa nay nó tái phát lại. Nên nó vừa rát. Nó vừa ngứa. Mà nó còn có mùi nữa. Rồi như vậy rồi xin vào cái chồng có nói gì không? Rồi có đi khám gì chưa? Ông đâu có biết đâu, ông đi công tác mà chị. Với lại nè, lớp nào con cái thì đâu có thời gian đâu mà đi khám chị. Trời ơi, không được đâu em ơi. Em có biết là không có coi thường được nghe. Cái phần phụ mà nó hỏng thì cái phần chính nó cũng nguy hiểm nữa. Đi khám đi. Phải nói cho chồng biết để dắt đi khám. Thì em cũng có khám rồi đó. Mà chị nè, em thắc mắc ghê á. Khi mà mình bị viêm nhiễm đúng không? Mình uống cái thuốc kháng sinh mà liều cao nè. Đã vậy mình uống thuốc tốt nữa. Vậy mà một thời gian dài không hết chị. Bởi vậy chị biết á. Chị thấy bữa chị thấy em buồn đó, chị đã suy nghĩ rồi. Đây nè. Đây. Nó nhỏ nè nè. Cái vụ mà em bị đó, chị cũng bị như em, ngứa rát hả? Chị cũng bị như em, nhưng bây giờ xài cái này nè. Giờ thấy không? Em thấy không? Chị phơi phới, em thấy không?
Ừ, trong này đó, nó có cái hay cái là có cái chất kêu là Chinmun Gama. À, là cái kêu là thuốc là bổ sung cho đặc trị cho những cái như mà về kháng sinh đó. Đây, em thấy có thành phần thêm nữa nè. Nhiều lắm chứ không phải là Chinmun Gama gì chị nói đâu. Rồi, có thêm. Em thấy còn là có cao trên nữ hoàng cung nè. Cao dây ký ninh nè. Đúng. Cao giếp cá nè. Đúng. Cao hoàng bá nè. Đó. Cao khổ bắc, khổ sâm bắc. Đó. À, nhiều thành phần nhiều lắm. Nhiều thứ lắm, nhưng mà rất tốt. Như có dụ mà viêm nhiễm phụ khoa. Ủa, mà nó chống lại chất kháng sinh nè. Vậy luôn hả? Ủa mà chị. Sao? Em thắc mắc nha. Thắc mắc gì nữa? Biết rồi đó. Ừ. Nhưng mà những cái thành phần này, Chinmun Gama là gì? Còn mấy cái kia, tại sao lại có thể giúp mình cắt được cái bệnh viêm nhiễm phụ khoa mà mình đã mắc dai dẳng? Trời ơi, nếu mà muốn hỏi tôi như vậy á, để tôi đi lại hỏi mấy cái người mà bào chế thuốc này, tôi hỏi giùm cho nha. Tôi chỉ đem lại tôi giúp mấy người thôi, là sao tôi biết mà hỏi tôi? Như vậy thì Chinmun Gama là gì? Khi mà kết hợp với hoàng bá trên nữ hoàng cung, dây ký ninh và giếp cá thì nó sẽ tạo ra hiệu quả như thế nào? Vâng. Trước hết chúng ta cũng nói qua về cái Chinmun Gama. Chinmun Gama bản chất nó là cái chế phẩm được tạo ra bởi cái vỏ của các cái loại vi khuẩn có lợi trong đường ruột. Cái này do cái nghiên cứu về sinh học của các nước tiên tiến ở trên thế giới, người ta cũng đã chế tạo ra được từ lâu rồi. Và hiện giờ thì ở Việt Nam cũng đã áp dụng rất nhiều. Thì trong cái sản phẩm Trinh Nữ Hoàng Cung ấy, thì được đưa cái Chinmun Gama vào cùng với các cái thảo dược, các cái chất mà được điều chế từ thảo dược đấy, tức là Trinh Nữ Hoàng Cung này, thế rồi hoàng bá này, rồi cây diếp cá này, vân vân. Trong các cái chế phẩm của thảo dược ấy nó có các cái thành phần kháng sinh rất tốt, và từ xưa nay từ cái y học cổ truyền ấy, người ta đã áp dụng rất nhiều để người ta dùng những cái chế phẩm ấy, người ta sử dụng để kháng sinh rất nhiều. Và đương nhiên nếu như mà kết hợp với cái diệt khuẩn của các cái chế phẩm thảo dược đấy cùng với các cái Chinmun Gama, nó tạo thành cho cơ thể được một cái trạng thái, tức là tăng cái khả năng miễn dịch lên và tăng tái tạo lại các cái thành phần niêm mạc bị tổn thương, niêm mạc đường ruột này, niêm mạc ở đường sinh dục của phụ nữ, thì nó tạo lại nó tốt hơn. Thì đương nhiên nếu mà kết hợp được như thế thì nó tăng cái tác dụng rất rất lớn của các cái chế phẩm của thảo dược đấy. Có rất nhiều câu hỏi của chị em phụ nữ gửi về chung một cái nội dung, tôi xin gửi đến bác sĩ. Là một phụ nữ đã có gia đình nên tôi biết là khi viêm nhiễm thì khí hư thay đổi, khí hư động lại quần lót gây mùi khó chịu và cảm giác không thoải mái. Vậy nếu điều trị kết hợp như trên là điều trị từ bên trong cơ thể rồi, thì tôi cần phải làm gì để giải quyết vấn đề khó chịu tại cửa mình sớm nhất có thể? Nhiều chị em còn phải đóng băng vệ sinh hàng ngày hay mùi khó chịu bốc ra từ viêm nhiễm? Vâng, đây cũng là một cái lĩnh vực tương đối nhạy cảm. Dạ. Và rất nhiều chị em gặp phải và cũng rất là hay thắc mắc. Thế thì trước hết chúng ta hiểu tại sao nó lại có những cái rắc rối như vậy. Chúng ta được biết là cái dịch tiết của phụ nữ hay nó do là cái dịch sinh lý. Nhưng nếu như cái dịch sinh lý ấy mà nó là ở cái người phụ nữ mà có bị nhiễm khuẩn ấy, thì khi mà cái dịch ấy nó bị đào thải ra ngoài dưới tác dụng của các cái loại vi khuẩn, rồi tác dụng của oxy hóa trong cái quá trình nó chuyển hóa như thế, nó bị phân hủy. Và chính những cái sản phẩm của cái quá trình phân hủy đấy đưa ra gây nên cái mùi khó chịu cho chị em phụ nữ. Thì hiện giờ ấy, chúng ta có cái dung dịch rửa phụ khoa ấy, và kể cả thế giới người ta sản xuất rất nhiều những cái loại mà dung dịch rửa. Thế giờ Việt Nam chúng ta cũng có rất nhiều dung dịch rửa. Cho đến hiện nay thì chúng tôi thấy là có cái gel của Nữ Vương. Thì trong gel Nữ Vương ấy, ngoài tất cả những cái thành phần của các cái hương liệu của cái thảo dược như chúng ta vừa nói lúc nãy đấy, và đây nó lại có được đưa vào với một cái thành phần tức là nano bạc. Cái tác dụng diệt khuẩn với cái tác dụng khử mùi
của nanobạc là một cái tác dụng rất là tiên tiến trong công nghệ khoa học hiện nay. Tức là nó làm cho cái khử mùi đi rất tốt và nó kết hợp với các cái hương liệu đấy, nó làm cho các cái vi khuẩn đấy nó cũng sẽ bị tiêu diệt. Vì thế cho nên là ở những cái trường hợp mà như chúng ta vừa trao đổi ấy, là để tránh cái mùi khó chịu, thế rồi đưa lại cái cảm giác thoải mái cho chị em phụ nữ, thì có thể dùng cái gel nữ vương mà làm vệ sinh hàng ngày thì rất là tốt. Ngay bây giờ thì xin mời quý vị chúng ta sẽ đến với câu hỏi của chương trình để nhận giải thưởng quý vị nhé. Câu hỏi của chương trình tuần này như sau: kháng sinh để điều trị viêm nhiễm phụ khoa giúp diệt vi khuẩn gây bệnh nhưng cũng diệt luôn cả các vi khuẩn có lợi gây mất cân bằng hệ vi sinh và pH âm đạo, đúng hay sai? Các bạn hãy nhanh tay soạn tin theo cú pháp SK gạch dưới đúng hoặc sai và gửi tới số hotline của chương trình 01236229229. Sẽ có một phần quà trị giá 300.000 đồng từ công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia dành cho vị khán giả trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình. Xin chúc mừng chủ nhân của số điện thoại 0938044XX đã gửi câu trả lời đúng và nhanh nhất câu hỏi của chương trình tuần trước tới tổng đài của chương trình. Hãy liên hệ ngay với chúng tôi theo số điện thoại hotline 01236229229 để nhận được những phần quà hấp dẫn từ chương trình. Xin mời quý vị đến với tủ thuốc gia đình. Để tránh tình trạng bệnh viêm nhiễm phụ khoa tái lại nhiều lần, bạn nên sử dụng các phương pháp chữa trị bằng thảo dược, giữ gìn không gian sống sạch sẽ, có một chế độ vệ sinh vùng kín cũng như sinh hoạt tình dục hợp lý. Sau nhiều lần tái phát bệnh viêm nhiễm phụ khoa, tôi cảm thấy rất lo lắng. Nhờ sự tư vấn của bác sĩ, tôi đã biết đến dòng sản phẩm Nữ Vương New bao gồm hai dạng, dạng uống và dạng gel. Sau một thời gian dài điều trị, tôi cảm thấy rất hài lòng với sản phẩm này bởi vì những triệu chứng trước đây như đau bụng dưới hay khô rát vùng âm đạo đến nay không còn nữa. Một thời gian dài điều trị thì tôi cảm thấy thực sự yên tâm về dòng sản phẩm này vì căn bệnh của tôi không còn tái phát nữa. Sản phẩm Nữ Vương New là sản phẩm được điều chế 100% từ các loại thảo dược như Imungama, Trinh Nữ Hoàng Cung, Cao Hoàng Bá, Khổ Sâm, Dây Kỳ Ninh, Diếp Cá, giúp tăng cường khả năng chống viêm và hỗ trợ làm lành các tổn thương do viêm, hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa cấp và mãn tính, tránh tình trạng bệnh viêm nhiễm phụ khoa tái phát nhiều lần, hỗ trợ cân bằng pH âm đạo, cân bằng hệ vi sinh đường sinh dục và kiểm soát dịch tiết âm đạo ở phụ nữ, giúp giảm thiểu ung thư cổ tử cung và biến chứng của các bệnh viêm nhiễm phụ khoa. Kính thưa quý vị, chúng ta vừa chia sẻ với chuyên gia ngày hôm nay, hy vọng rằng những thông tin đó sẽ giúp cho chị em phụ nữ có thêm những kiến thức để tự bảo vệ mình, để tránh một cái vấn đề hết sức là triền miên đối với chị em phụ nữ, đó là bệnh phụ khoa. Xin cảm ơn nhãn hàng Nữ Vương New của công ty cổ phần dược phẩm Vinh Gia đã tài trợ thực hiện chương trình. Còn bây giờ thì chúng tôi xin chào tạm biệt, hẹn gặp lại. Nữ Vương New hân hạnh đồng hành cùng chương trình. Viêm nhiễm phụ khoa là bệnh thường gặp ở phụ nữ, trong đó phổ biến là viêm lộ tuyến cổ tử cung và viêm vần phụ, gây khó chịu, mất tự tin cho chị em. Thực phẩm chức năng viên nén Nữ Vương New là sự kết hợp giữa Imungama và các thảo dược thiên nhiên, giúp tăng cường khả năng chống viêm và giúp làm lành các tổn thương, giúp giảm các biến chứng của viêm nhiễm phụ khoa. Nữ Vương New hỗ trợ điều trị chứng viêm nhiễm phụ khoa, viêm lộ tuyến cổ tử cung. Sản phẩm không phải là thuốc, không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Cùng với thời gian, sự suy giảm nội tiết estrogen và quá trình lão hóa luôn là kẻ thù của phụ nữ. Thực phẩm chức năng Kiều Xuân chứa estrogen 100 giúp bổ sung tiền nội tiết tố nữ, kết hợp với các chất chống oxy hóa từ tự nhiên, giúp chị em phụ nữ chống lão hóa và làm chậm quá trình tảm dục nữ, hỗ trợ làm trắng da, giảm vết nám da, sạm da, tàn nhang. Kiều Xuân giúp phụ nữ trẻ đẹp hơn, khỏe mạnh hơn và hấp dẫn hơn. Sản phẩm không phải là thuốc, không dùng thay thế thuốc chữa bệnh.